Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Tối nay là tối ngày thứ năm anh em, ngày 10 tháng 11 2022. Mình lại lên đơn và gói hàng cho mọi người. Nói chung là ngày hôm qua kia đó anh em, 2-3 ngày liên tiếp công việc nó đa đoan quá đi. Cho nên là không có quay video nhiều, quay được có một cái hai cái à. Rồi có chú nhắn tin tới sao không thấy đèn của chú được gửi đi. Ý của chú nói là được gửi đi thì phải có video test mà không thấy. Thì mọi người thông cảm ha, ngày hôm qua với bên kia là một ngày em chở một chiếc xe nè anh em. Chở một chuyến vậy đó, đi gửi ha, một chuyến này nhóc luôn á. Nhưng mà em không có quay được ha, em không có quay được. Lý do thì quay không kịp mọi người, lần quần quay rồi không có gói kịp á. Rồi gửi hàng trễ nãy, em không muốn vậy cho nên là em gói điên đầu luôn ha. Gói gấp rút rồi gửi cho mọi người, cho nên là không có được video, thông cảm ha. Bây giờ có video này, giờ mấy chú mới mua ba cái này, mình có một chút thời gian ban đêm cho nên mình sẽ quay. Thì một hai cái 200 nêu gửi cho chú Nghĩa ở ấp Phước Lộc, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Đây một cái nè, một cái nè. Rồi đây là một cái nè. Thì cái 200 nêu này nó đang ở trong cái chương trình khuyến mãi nha mọi người. Hai cái này là nói chung là anh em mua bao nhiêu cái mình cũng bao ship hết ha. Chương trình khuyến mãi của mình ha. 200 nêu giá 1.600.000 bao ship. Mua bao nhiêu cái cũng bao ship hết và không giảm giá nữa nha. Bao ship là liều mạng rồi nha mọi người, cho nên không có giảm nữa. Giảm nữa là nó lúng vô vốn luôn á mọi người ha. Thì nói chung là chú Nghĩa là người đã mua hàng cách đây cũng tháng 2 tháng rồi. Bữa nay chú quay lại chú làm nữa. Đấy, lúc trước không biết chú mua gì nữa mà bữa nay làm hai cái nêu. Hai cái này cũng 3.200.000 ha. Vận chuyển tới nhà, tới giường, tới cửa, tới sân, tới cửa luôn. Là 3.200.000, không có thu vận chuyển. Thì đèn này là một trong những cái đèn gọi là cấu hình cao, sáng và hoành tráng ha. Hoành tráng nha mọi người. Bàn chải này là dạng bàn chải phi thuyền ha. Phi thuyền và gọi là cao cấp nha anh em. Cấu hình rất cao mà giá thì ok. Đó thì nhiều khi bán giá ok quá cũng bị kẹt anh em. Có người nghĩ là mình bán hàng dỏm giá mới thấp như vậy. Đó, một cái bàn chải bự như vậy làm sao giá thấp vậy được. Tôi nghĩ là bán hàng dỏm không nè mọi người coi nè. Cái thùng của Zinian nè anh em. Mọi người xem cái chữ Zinian giúp mình nha. Đó Zinian nè. Mọi người nhìn cái tem màu trắng trắng này giúp mình nha. Tem màu trắng trắng nè. Thấy không? Đó, tem xuất xứ nguồn gốc để đi hải quan đó mọi người. Đó. Thấy không? Thùng nè mọi người. Đó, hàng giả có được cái tem đó không anh em? Có chữ zin đang về không? Đấy. Mọi người xem giúp mình và phân biệt giúp mình nha. Bán hàng thiệt nhưng mà giá thấp thì người ta tưởng hàng giả mọi người. Thì cái tấm pin này á, là cái tấm pin nhiêu? 45W à. 45W mà bự dữ vậy. Trong giấy nãy ghi 45W anh em. 45W này. Chiều dài nhiêu? 6 tấc 7 này. Chiều ngang là 4 tấc 45 này. 4 tấc 45 nhân 6 tấc 7, tấm pin to vật vả luôn nha. Rồi cái đèn, chiều dài của đèn từ đỉnh đó đến đây là 6 tấc 4 nè. Chiều ngang chỗ to nhất là 2 tấc 9 nè. Đó. Và nội dung của đèn á, là nó gồm có bộ pin lưu trữ là tấm pin là 45 rồi phải không? Bộ pin lưu trữ trong đây là 42 hay 48 quên nè. Này là 42 em ơi. Đó, bộ pin lưu trữ trong đây là 42 hay 48 gì đó anh em, tự nhiên mình quên rồi. Ở 42 hoặc 48 là kiểu hai con số thôi. Rồi 163 con SMD Sanan cao áp nè mọi người. 163 con, nhiều người nói có 163 con rồi sáng không. Con này là con cao áp nha anh em. Và trang bị gương cầu lồi cho mỗi led nè. Gương cầu lồi này có tác dụng là nó tán sắc ánh sáng ha. Nó làm cho ánh sáng đi rộng hơn, ổn định hơn và nhìn thẩm mỹ hơn, đẹp hơn, không có bị rung. Đấy, thân là thân nhôm nguyên khối mọi người. Nhưng mà nhôm này là nhôm máy bay anh em. Giống như nhôm máy bay vậy, nó nhẹ. À, chứ không phải cái cục nhôm mà nó pha gan mọi người. Nhôm mà nó hướng về gan rồi nó nặng dữ lắm. Còn này là nhôm này là cao cấp lắm nha. Nhẹ nha anh em. Ở cái trong cái bụng này á, là có bộ pin lưu trữ 4 mấy ampe giờ. Là cái bộ đó nó nặng thôi. Chứ còn cái nhôm này là cái nhôm nhẹ ha. Nhôm chứ không phải nhựa nha mọi người. Nhôm nha. Đây dây của nó như thế này ha. Mọi người muốn dài hơn thì lấy dây nó dài ra. Rồi đi kèm với tấm pin với cái đèn thì có cái remote của Zinian này ha. Rồi ống trúm 60 nè. Ống trúm 60 để gắn ha. Còn gắn như thế nào thì mọi người nhìn cái hình ở đây. Ở mấy bên hông nè, là cái hình nè. Gắn theo cái hình này nha. Đấy. Cũng không giống lắm ha. Cái hình nó in cũng không giống lắm. Rồi cái ống nhỏ này, phụ kiện này, đây là bắt tấm pin này. Một bịch ốc vít này ha. Thùng mốt màu trắng này. Ở bên đây một bộ y gan vậy luôn nha. Y gan bộ luôn. Thì hai bộ này đã hoạt động ok rồi. Bây giờ gói gửi cho chú Nghĩa thôi ha. Gói gửi cho chú Nghĩa cái này thôi. Ở Phước Lộc, Phước Hưng, Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu. Mình nhắc lại, không có thời gian làm nó đâu. Đấy, mấy này đi. Mình nhắc lại là cái này á,
là 1,6 triệu bao ship nha, mua một bao nhiêu cái cũng 1,6 triệu bao ship đó nha mọi người. Mọi người nhanh tay nha, chi phí ship cái này hơn 50 ngàn đó. Nhưng mà mình đang trong cái lúc khuyến mãi này là mình chịu phần đó luôn ha. Đấy, bây giờ thì tới cái màn ánh sáng nè. Rồi, cầm ra cho mọi người xem nè. Cái đèn này cầm một tay được nha anh em, lý do là cái nhôm này là cái nhôm gọi là nó không có nặng dữ. Đấy, nè. Ánh sáng miễn phải bàn luôn ha. Cầm đại đại cho anh em thấy luôn nè. Đó, 163 con LED nhưng mà 163 con cao áp chứ không phải 163 con thường. Đấy mọi người thấy không? Đấy, ánh sáng à, mênh mông luôn. Anh em treo khoảng 5m, 5,5m đi thì ánh sáng khoảng hơn nửa công đất luôn á. Nè, mọi người thấy sáng chá camera luôn á. Nè, thấy không? Thì hở mình đem cái chuyến hàng về á, là nó hết rồi, mình mới kéo về nữa nè. Ở GD200 new. Nói chung là mình thấy cái nào chất lượng thì mình sẽ kéo về thật nhiều và bán cho mọi người nha. Còn cái nào không chất lượng là từ từ mình sẽ dẹp, mình không bán luôn. Hoặc là mình không bán ngay từ đầu luôn. Đó, có nghĩa là khi anh em mua hàng á, là anh em đã được mình kiểm tra hàng đó rất là kỹ rồi mình mới bán ha. Đấy, sản phẩm phải chất lượng mới bán nha mọi người, còn nó không chất lượng mình trả lại cho công ty hết. Đấy. Đó. Rất là sáng nha, phải nói rất là sáng luôn nha, chứ không có từ ngữ nào. Ôi, bây giờ sẽ đóng đóng lại thùng ha, 2 bộ 3,2 triệu. Ship tới tận nhà luôn ha. Cảm ơn chú Nghĩa rất là nhiều, cảm ơn các anh em đã luôn luôn ủng hộ kênh mình. Video thì không quay dài được, lý do là tại vì một đêm mình gói nhiều cho nên quay ngắn ngắn cho anh em xem, chứ còn quay dài dễ duyên lâu quá thì không có thời gian gói ha. Đây, bây giờ đóng lại thùng đó, kiểm tra hai cái đã ok hết rồi, đóng lại thùng nha. Hai cái thùng rất to luôn, phiên chuyển chắc hơn 100 ngàn, nhưng mà trong cái chương trình khuyến mãi là mình bao ship luôn nha. Lời lỗ không quan trọng đâu anh em, quan trọng là khuyến mãi để sao mọi người nhớ tới kênh, mọi người xem cái kênh cũng như là một nơi bán hàng có được cái sự an tâm, có được cái giá cả tốt ha, không lừa đảo ở đây ha, không có lừa đảo, không bán hàng giả. Chỉ tiêu của mình là không bán hàng giả, còn chừng nào bán hàng giả là mình sẽ công bố lên cho anh em nghe là cái đèn này là hàng fake nha. Mọi người mua rẻ, ví dụ mọi người mua rẻ thì mọi người mua cái hàng fake này đó. Bữa nào mà bán hàng fake thì mình sẽ nói như thế, đảm bảo luôn. Nhưng mà chưa nha, hàng MK và GD là hàng chính hãng đàng hoàng, cho nên mọi người an tâm. Đây nè, quay lại cái tem một lần nữa cho anh em ha. Đó, GD ăn nè anh em, đúc nổi này thấy không. Đấy. Rồi thôi, xin chào anh em, hẹn gặp mọi người những video lần sau. Mình sẽ tập trung thời gian nhiều để gói hàng thôi.